Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 6 tháng 9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông trên vùng ven biển phía bắc đảo Hải Nam Trung Quốc, cách Quảng Ninh khoảng 360 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, tức từ 167 đến 183 km/h, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15 đến 20 km/h. Dự báo vào khoảng 7 giờ ngày 7 tháng 9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km/h, đi vào Bắc Vịnh Bắc Bộ trên vùng biển phía đông của khu vực Vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh khoảng 150 km về phía đông đông nam, cường độ gió cấp 13 đến cấp 14, giật cấp 17. Khoảng 19 giờ ngày 7 tháng 9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 15 đến 20 km/h, đi vào đất liền phía đông bắc bộ trên đất liền các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ, cường độ gió cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 11. Đến khoảng 19 giờ ngày 8 tháng 9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 15 đến 20 km/h, đi sâu vào đất liền, suy yếu và tan dần trên khu vực biên giới Việt-Lào, cường độ gió dưới cấp 6. Do ảnh hưởng của bão số 3, vùng biển phía tây bắc của khu vực Bắc Biển Đông đêm ngày 6 tháng 9 còn có gió mạnh cấp 10, cấp 12, vùng gần tâm bão cấp 14, cấp 16, giật trên cấp 17, biển động dữ dội, ngày 7 tháng 9 gió giảm dần. Vùng biển Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Từ tối và đêm ngày 6 tháng 9, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9. Sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 14, giật cấp 17, biển động dữ dội. Từ đêm ngày 6 tháng 9 và gần sáng ngày 7 tháng 9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 12, giật cấp 14. Khu vực sâu trong đất liền phía đông bắc bộ có gió mạnh cấp 6 đến cấp 8, giật cấp 9 đến cấp 11, thời điểm gió mạnh nhất trong khoảng từ sáng đến chiều tối ngày 7 tháng 9. Vùng biển phía tây bắc của khu vực Bắc Biển Đông đêm ngày 6 tháng 9 có sóng biển cao 5 đến 7 mét, vùng gần tâm bão 8 đến 10 mét, ngày 7 tháng 9 độ cao sóng giảm dần. Khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, sóng cao 2 đến 4 mét, sau tăng lên 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão đi qua 6 đến 8 mét. Từ đêm ngày 6 tháng 9 và gần sáng ngày 7 tháng 9, vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa sóng cao 2 đến 3 mét, sau tăng lên 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão 3 đến 5 mét. Khu vực ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ninh cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,5 m ở Thanh Hóa đến 2 m ở Quảng Ninh vào chiều và đêm ngày 7 tháng 9 và nước rút do bão. Khoảng 0,5 m ở Thanh Hóa đến 1 m ở Quảng Ninh xuất hiện vào sáng ngày 7 tháng 9. Các khu vực neo đậu tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản, các tuyến đê, kè biển trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và nước dâng rút do bão. Các khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông đề phòng nguy cơ ngập do nước dâng và sóng lớn. Từ đêm ngày 6 tháng 9 đến sáng ngày 9 tháng 9, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 350mm, có nơi trên 500mm. Mưa lớn nhất ở phía Đông Bắc Bộ tập trung trong ngày và đêm ngày 7 tháng 9, phía Tây Bắc Bộ từ tối ngày 7 tháng 9 đến đêm ngày 8 tháng 9. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, đêm ngày 6 tháng 9 ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, tố, lốc và gió giật mạnh trước khi bão ảnh hưởng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo bão số 3, bão Yagi, có khả năng sẽ đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh Bắc Bộ ở cường độ rất mạnh, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình. Để đảm bảo an toàn với cơn bão này, nhiều tỉnh thành đã quyết định cho học sinh nghỉ học và bố trí lịch học bù. Cụ thể, sáng ngày 6 tháng 9, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình, Hà Nam, Phú Thọ thông báo cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học. Trong đó, Thái Bình cho nghỉ học ngày 6 đến 7 tháng 9, học sinh Hà Nam, Phú Thọ nghỉ học ngày 7 tháng 9. Tổng số học sinh của 3 tỉnh là hơn 1,06 triệu. Các trường học được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cử người trực 24/24, giữ liên hệ với cơ quan chức năng và lực lượng cứu hộ để kịp thời ứng phó nếu có sự cố. Theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình, các cơ sở giáo dục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tổ chức ứng trực 24/24 giờ, giữ liên hệ thường xuyên với các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp có sự cố xảy ra. Đồng thời thực hiện nghiêm túc công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phòng chống cơn bão số 3 năm 2024, trong đó có việc kiểm tra lại toàn bộ nhà ở, phòng học, kho,
có các hình thức phù hợp để chằng chống cây cối, nhà cửa, chú ý tới các công trình đang xuống cấp, đang xây dựng, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện phòng chống lụt bão và một số nhu yếu phẩm cần thiết để đề phòng các diễn biến phức tạp của bão, di chuyển các trang thiết bị, đồ dùng dạy học, sách giáo khoa đến nơi an toàn. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình cũng yêu cầu các nhà trường khẩn trương khắc phục các thiệt hại, dọn dẹp vệ sinh trường lớp ngay sau cơn bão, đảm bảo an toàn, sạch sẽ, phòng tránh dịch bệnh trong trường học. Riêng Phú Thọ yêu cầu trường học không tổ chức bất kỳ hoạt động giáo dục nào trong ngày 8 tháng 9. Những trường có học sinh nội trú cần đảm bảo an toàn cho các em, chuẩn bị đầy đủ thực phẩm, nước uống. Bắc Giang sẽ cho 500.000 học sinh nghỉ học trong ngày 7 tháng 9. Riêng chiều ngày 6 tháng 9, tùy theo diễn biến thực tế của bão, hiệu trưởng các trường được chủ động việc có cho học sinh nghỉ hay không. Tại Hải Phòng, chiều ngày 5 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng chủ trì cuộc họp với các ngành chức năng, đơn vị và các địa phương về công tác phòng chống bão số 3, siêu bão Yagi. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đề nghị các sở, ban ngành, địa phương tập trung gia cố các khu vực đê sung yếu, các khu chung cư xuống cấp, di chuyển người. Hải Phòng tiến hành cấm biển từ 11 giờ ngày 6 tháng 9 cho đến khi có thông báo mới. Để đảm bảo an toàn cho học sinh trước diễn biến phức tạp của bão, Hải Phòng quyết định cho học sinh nghỉ học từ ngày 7 tháng 9 cho đến khi bão tan. Riêng các trường được sử dụng làm nơi di dời sẽ nghỉ học từ chiều ngày 6 tháng 9. Tại Quảng Ninh, chiều ngày 5 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh có văn bản hỏa tốc chỉ đạo ứng phó với bão số 3. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh giao Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh căn cứ tình hình mưa bão chủ động chỉ đạo học sinh các cấp học trên địa bàn toàn tỉnh nghỉ học nếu cần thiết để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên, đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, triển khai phương án phòng chống bão, mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất và thông tin kịp thời đầy đủ đến giáo viên, phụ huynh và học sinh, nhất là vùng ven biển, sông, suối, đập, đê điều, v.v. để chủ động các biện pháp phòng tránh. Học sinh huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh cũng nghỉ từ ngày 6 tháng 9. Ở các địa bàn khác, tỉnh cho phép ngành giáo dục dựa trên diễn biến của bão để quyết định. Tất cả địa phương yêu cầu trường học kịp thời di dời tài sản, hồ sơ, học liệu đến nơi an toàn nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do bão. Sau khi bão tan, các trường dọn dẹp sạch sẽ khuôn viên để phòng chống dịch bệnh. Ngoài ra, học sinh được bố trí học bù để đảm bảo kiến thức. Do ảnh hưởng của bão Yagi, chiều ngày 6 tháng 9, nhiều khu vực ở Hà Nội đã xuất hiện dông lớn, gió giật liên hồi và mưa lớn do ảnh hưởng của siêu bão. Từ 14 giờ 30 chiều ngày 6 tháng 9, nhiều khu vực ở Hà Nội bắt đầu có mưa dông lớn, gió giật liên hồi do ảnh hưởng của hoàn lưu xa siêu bão Yagi, bão số 3. Ghi nhận tại khu vực xã Đàn, quận Đống Đa, khi trời đang có nắng cảm giác oi nóng thì bất ngờ tối sầm rồi cơn mưa đổ ập xuống. Anh ND, trú tại Đống Đa, Hà Nội cho biết, gió giết từng hồi kèm mưa nặng hạt khiến cây cối nghiêng ngả, làm nhiều người đang đi ở đường phải tìm chỗ trú. Anh D mô tả, mưa dông ập xuống bất ngờ khiến nhiều người cảm nhận sức gió rõ rệt như bão đang đến rất gần. Tại khu vực nút giao phố Hàng Cá, Chả Cá, quận Hoàn Kiếm, một cây xanh bị đổ đã đè trúng xe điện khiến một người bị thương. Hiện lực lượng chức năng đang khắc phục hậu quả. Còn tại phố Nguyễn Xuân Linh, quận Cầu Giấy, gió to đã quật cây xanh và xe máy đi trên đường. Nhiều người khi thấy gió to đã nhanh chóng bỏ phương tiện để trú tránh vào nhà ven đường. Anh NQ, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, gió giật mạnh khiến cây xanh đổ ngổn ngang, một số xe máy đang để trên đường cũng bị đổ ra giữa đường. Anh Quy cho biết, lúc đó nhiều người hoảng sợ đã bỏ chạy để trú tránh vào các nhà xung quanh. Tại đường 70, đoạn qua chung cư CT5A, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội, một cây xanh lớn đã đổ chắn ngang đường, khiến giao thông bị ùn tắc cục bộ. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã điều động cán bộ chiến sĩ của đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 7 có mặt để phối hợp cùng các lực lượng khác phân luồng giao thông đảm bảo an toàn. Tình trạng cây gãy đổ cũng xảy ra ở các quận Hà Đông, Long Biên, Thanh Xuân. Khoảng hơn 15 giờ, tại đường Nguyễn Hữu Thọ, quận Hoàng Mai, Hà Nội, do mưa to, gió lớn, một cây phượng bật gốc đè trúng vào xe máy do người đàn ông điều khiển chở theo một phụ nữ. Vụ việc khiến người phụ nữ không qua khỏi, người lái xe máy bị thương nặng ở vùng đầu, được cơ quan chức năng đưa đi cấp cứu. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu đỉnh vị xét và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu bắt đầu hình thành trên khu vực tỉnh Bắc Ninh. Ổ mây này có xu hướng di chuyển về phía Tây Nam và mở rộng sang khu vực nội thành Hà Nội. Cảnh báo vài giờ tới, các quận Tây Hồ, Long Biên, Gia Lâm có mưa rào và dông, sau đó mở rộng sang các quận nội thành khác của thành phố Hà Nội.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.